You're watching Alexander's and Cyrus Adventures. Dữ à? Lạnh, lạnh đá. Lạnh không con? Dạ. Lạnh tê chân luôn phải không? Dạ. Cái này chát nè. Chát nè. Trời. Đang đi ở ngoài. Đi sớm xin ra đây, đứng chờ hồi đi cho nó hết lạnh đi. Đứng này nè cho nó hết lạnh rồi hồi mới đi được. Đã cái chân đá. Mình chỉ lạnh, lạnh này chạy lên. Biết không? Lạnh lắm á. Đi chuyến nha. Dạ. Lạnh không? Cho nó để chân chuyến thôi. Lạnh không? Dặn không? Lạnh không? Dặn không? Lạnh không? Dạ, xin xôi xin khô hả? Lạnh quá. Đá nữa nè. Ông ngoái nhìn nè. Đá đi. Đá chân gạch tay nó không đó. Được không? Lạnh quá à. Chút nữa nó mới quen. Nè, vậy nè má. Thôi, đừng lấy cục cỡ nhỏ vậy nè làm nè. Nhỏ thôi con, đừng lấy cục bự cho mà. Đó. Đó. Đá nè, chọi đi. Chọi đi. Đá nè. Đá nhỏ đó. Nhìn nó dưới. Đá đẹp lắm. Đó, đá đẹp lắm. Chọi xa xa chứ. Cái này phải nha. Chọi xa xa mà không sửa lạnh không? Ý à, lạnh không? Lạnh không? Đá đi, đá nướng đi. Đá nướng, đá nướng, đá nướng. Lạnh không? Anh nướng đi. Đã nữa, làm nữa hai lên. Chị lên. Oh, I'm gonna bring this one home too. Anh không? 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 Không? Đó là nó chạy rồi. Đó. Đó. Cái tay mày xuống cái mày coi nó lạnh cỡ nào biết gì. Còn cái tay mày xuống. Mình chắc cũng cỡ 20 độ á. Cái lạnh cỡ như nước đá mình bỏ trong nước mình uống á. Ngồi ha. Chạy lên ha. Lạnh không? Làm chạy lên. Lên chạy lên, chạy lên. Ý. Chạy lên ha. Lạnh thì chạy lên ha. Wow. Hai lạnh chưa? Chưa. Chưa nè. Look at this tiny rock. Nè được lớn nè. Được không? Except it's round like a shell. Xin lớn nè. Is this a rock? Oh my gosh, I'm gonna bring this one home too. Oh, để cho nó coi cái cục đá chỗ đó cũng được kìa ba. Lấy cục đá kia lên cho nó coi chỗ đó. Ôi giời, lạnh dữ. What in the world is this? Sang cái quần qua hút đầu gối luôn. Qua hút đầu gối luôn. Ngủ ra làm cái chân á. Mày sang lan tuốt lên trên cho nó. Ướt rồi nè, ướt rồi. Thấy không? Nên một hồi ướt là lạnh mình mẩy luôn. Đó xuống được không? Lạnh không? Lạnh không? Lạnh chạy lên. Lạnh chạy lên. Lạnh chạy lên. Lạnh chạy lên biết không? Lạnh thì chạy lên. Lên. Anh hai chạy ra xa xa đó, anh hai đi xa xa đó, xa hết dám đi không? Dám đi xa xa không? Đá, ừ đá. Đá nước thôi. Đá nước. Lạnh lắm luôn đó, mà thằng gợt nó cái nó bệnh đó nha. Có lạnh không? Lạnh kia lên. And look at this tiny. Looks like a hot dog. Right? Sausage? Except it's supposed to be red. Ý, lượm đá nè, lượm dưới đây nè. Hey, who took the rock here? Đá đi. Đá nè. Nè, lượm đi. Chổi. Đó. Trời lạnh đó, hai cái chân tê. Dạ. Này lạnh như nước đá. Dạ. Chổi. Mùa này đó chứ mấy mùa khác ai dám đi. Mùa hè mà nó cũng vậy. Bởi nó dịnh mà thấy không, nước nó lạnh. You came here more, couple maybe. Lạnh chưa? Lạnh chưa? Đâu có nắng coi chứ. Đây với đây. To dry. Probably better if you put in a stroller. Ở chỗ Tây Ninh đó mà cái túi nó cũng vẫn lạnh đó. Big world. Mà đồ lạnh không lạnh ở đây. Oh! Look at this. Where am I on here? No, I don't. Đúng hả? Lạnh không? Đó đó, lòi rún rồi đồ gai vậy đó. Nhảy ra, nhảy ra. Cho nó nhảy xuống dưới đó nè. Cái này là kind of sharp as a knife.
Oh yeah, so I'm gonna definitely bring this one home. Cái màu này có đẹp không? Đẹp. Ủa, nhớ kìa. Nè. Mạnh quá thì leo lên chút nha ông con. Nè. Nước nha. Nước là có hơn. Để bước xuống. Bước xuống lá bụi đi. Mạnh không? Mạnh chân không? Mạnh cái giò luôn. Ừ, chạy lên, chạy lên. Mạnh quá, chạy lên. Chân mạnh nè. Chân xe rách không? Đưa lên coi. Chân xe rách nè. Ui, ghê quá. Ui, ghê quá. Anh ai đưa chân lên cho nó coi kìa. Ui, ghê quá. Đứng đây nè. Đó là cái gì đó không? Kéo. Lạnh quá. Thank you for watching my channel and please remember to subscribe and watch my other videos. Bye!